Xin chào các bạn. Trong bài học hôm nay, mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu 3 kỹ năng Excel quan trọng cho việc phân tích dữ liệu. Kỹ năng thứ nhất ấy là mình sẽ sử dụng table. Kỹ năng thứ hai ấy là Power Query và kỹ năng thứ ba ấy là sử dụng data model. Ở đây là cái vùng dữ liệu của mình. Ở đây mình sẽ có là gì ạ? Mình sẽ có danh sách các sản phẩm. Gà Excel là có 2 sản phẩm, gà Word là có 3 sản phẩm và gà PowerPoint là có gì ạ? Cũng có 2 sản phẩm. Đấy. Thì ở đây mình sẽ có là gì ạ? 3 khu vực là miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Thì như vậy mình sẽ có tất cả là gì ạ? Là 21 cái dòng dữ liệu đúng không ạ? Đấy. Bây giờ mình sẽ nói về cái table trước nhá. Thì tại sao cái dữ liệu table lại là quan trọng? Thì trước tiên ý, mình sẽ tạo cái table cho cái vùng dữ liệu đấy trước nhá. Đấy, thì để tạo table ý, thì các bạn sẽ tích vào một ô bất kỳ của cái vùng dữ liệu này. Sau đó các bạn sẽ vào cái thẻ Insert và các bạn tích chọn là gì ạ? Là table. Đấy. Hoặc phím tắt là các bạn có thể ấn phím tắt là Ctrl T. Đấy. Các bạn tích vào cái table này. Đấy. Thì nó sẽ hiện một cái cửa sổ là Creative Table đúng không? Đấy, các bạn nhớ tích chọn là gì ạ? My Table Head Header nhá. Đấy, các bạn sẽ bấm OK. Đấy. Thì sau khi mà các bạn ấn OK xong ý, thì nó sẽ tạo một cái gì ạ? Một cái bảng cho cái table này. Thì cái bảng ở đây ý, nó sẽ có cái màu xen kẽ nhau đúng không? Đấy. Đồng thời nó sẽ xuất hiện một cái thẻ là thẻ design nhé. Nếu như các bạn tích ra ngoài này, đấy, thì các bạn sẽ thấy là gì ạ? Các bạn sẽ không thấy cái thẻ design ở đây nữa. Đấy. Còn khi mà các bạn tích vào cái vùng dữ liệu của cái table này ạ, thì các bạn sẽ thấy cái thẻ design ở đây. Đấy. Thì bây giờ các bạn sẽ vào cái thẻ design nhé. Thì nó sẽ có gì ạ? Các cái kiểu màu sắc cho cái table này. Các bạn có thể chọn cái màu cho nó phù hợp nhé. Đấy, ví dụ mình chọn là cái đen trắng này đi. Đấy. Thì như vậy là mình sẽ có một cái table. Tiếp theo ấy, là cái table name. Thì cái table name này ấy, đây là cái tên mặc định nhé. Thì các bạn có thể để tên này hoặc là gì ấy, hoặc là các bạn đổi tên. Thì tốt nhất ấy, là các bạn lên đổi tên table. Tại vì trong một file ấy, thì các bạn có thể có nhiều cái table đúng không? Thì mình sẽ đặt tên để mình phân biệt các cái vùng dữ liệu với nhau. Đấy, ví dụ mình đặt là gì ấy? Table đây, ví dụ mình đặt là table sản phẩm nhé. Thì các bạn chú ý nhé, cái tên table là các bạn phải viết liền nhau đấy. Đấy, các bạn enter. Thì như vậy mình sẽ có một cái table là gì ấy? Là cái tên sản phẩm. Bây giờ mình sẽ nói là tại sao mình lại sử dụng cái kỹ năng table này. Thì cái table ấy, ngoài cái việc nó sẽ tạo cho các bạn là các cái vùng dữ liệu nó có cái màu xen kẽ này, các bạn nhìn thấy không? Các bạn rất dễ để phân biệt và các bạn thao tác. Ngoài ra ấy, thì khi các bạn thêm dòng hoặc thêm cột nhé, ví dụ mình có một cái dòng dữ liệu đây là 22 đúng không? Đấy, ví dụ mình có là khu vực phía Nam, mình cũng có một cái sản phẩm là gì ạ? Gà PowerPoint 3 chẳng hạn đúng không? Đấy, các bạn cách ra các bạn enter thì ngay lập tức là gì ạ? Cái dòng dữ liệu mới này sẽ được tự động cập nhật vào cái table sản phẩm này của mình đúng không? Hoặc là gì ạ? Khi các bạn xóa một cái dòng dữ liệu đi ạ, thì cái dòng xóa đấy nó sẽ bị loại khỏi gì ạ? Loại khỏi cái table sản phẩm vừa xong của mình. Thì đấy là cái ưu điểm thứ hai của cái table. Tiếp theo ấy, thì giả sử như cái vùng dữ liệu của các bạn nhiều nhé, thì khi các bạn lăn xuống đây này, đấy các bạn sẽ thấy là gì ạ? Cái phần tiêu đề nó sẽ tự động nó sẽ chèn vào gì ạ? Cái phần cột này. Đấy, cho nên các bạn tích vào đây các bạn vẫn thấy được diện là cái tiêu đề này. Đấy. Và khi các bạn lan chuột lên ý, thì cái tiêu đề nó sẽ trở về bình thường. Còn khi mà các bạn co cái dữ liệu xuống nhá, thì các bạn sẽ vẫn thấy được gì ạ? Vẫn thấy được là cái vùng tiêu đề ở đây. Đấy, các bạn thấy không? Khá là hay. Ngoài ra ấy, thì khi các bạn nhập công thức nhá, đây ví dụ nếu như các bạn thêm một cái cột, ví dụ là mình có một cái cột là tháng 4 chẳng hạn nhé. Đấy, các bạn enter thì ngay lập tức ý, cái dữ liệu tháng 4 này nó sẽ được thêm vào cái table này. Đấy, các bạn thấy không? Rất là hay ạ. Và gì ạ? Và khi các bạn nhập công thức nhé, ví dụ mình có cái hàm, mình tạo cái vùng dữ liệu đi, mình tạo cái hàm random between đi, mình tạo dữ liệu giữa 1,10 đi nhé. Tức là mình sẽ tạo cái số ngẫu nhiên giữa 1 và 10. Thì khi mà các bạn nhập công thức cho cái ô đầu tiên này, các bạn chỉ cần enter một cái. Đấy, thì nó sẽ tạo một cái hàm random between mặc định cho tất cả cái gì ạ? Cái ô dữ liệu còn lại đúng không? Đó. Bây giờ các bạn tích vào một ô bất kỳ của cái cột này nhé. Các bạn chỉ cần ấn Ctrl Space thôi. Thì ngay lập tức nó sẽ lựa chọn toàn bộ cái dữ liệu của cái cột này đúng không? Các bạn Ctrl C hoặc gì ạ? Hoặc các bạn nhấn chuột phải các bạn copy. Đấy. Các bạn nhấn chuột phải các bạn paste special. Và mình sẽ chọn là cái value cho cái vùng dữ liệu này. Đấy. Thì như vậy là gì ạ? Cái dữ liệu tháng 4 này nó sẽ được tự động thêm vào cái table. Và khi các bạn nhập công thức cho một ô bất kỳ ấy, thì nó sẽ tự điền công thức cho các ô còn lại đúng không? Đấy. Đấy, thì đấy là một số cái ưu điểm cơ bản của cái table thôi. Ngoài ra gì ạ? Khi mà các bạn xử lý dữ liệu với pivot table hoặc các bạn sử dụng Power Query hoặc các bạn sử dụng cái data model ấy, thì sau này các bạn rất là tiện khi mà cái vùng dữ liệu của bạn nó là gì ạ? Nó là table. Đấy. Ok, tiếp theo mình sẽ đi vào cái Power Query nhá. Thì cái Power Query ấy, nó sẽ giúp các bạn là gì ạ? Các bạn truy vấn, tức là các bạn sẽ lấy dữ liệu nguồn một cách vô cùng đơn giản. Đấy.
Thì cái Power Query ấy, nó sẽ giúp các bạn là gì ạ? Làm sạch dữ liệu. Thì thông thường cái dữ liệu của bạn ấy, thì nó sẽ không được sạch. Không được sạch ở đây nghĩa là gì? Nghĩa là dữ liệu của bạn sẽ có một số sai sót, hoặc các bạn cần thì các bạn cần hiệu chỉnh, đúng không? Đấy, hoặc là gì ạ? Các bạn có thể cần chuyển đổi dữ liệu từ nhiều cột về một cột, đúng không? Các bạn chuyển đổi cái dữ liệu giữa hàng và cột với nhau. Đấy, thì các cái bước này ấy, nó sẽ được tự động thực hiện khi mà các bạn thêm dữ liệu mới, hoặc là gì ạ? Khi mà các bạn có nhiều file, các bạn thêm file mới á, thì các cái thao tác của cái Power Query này á, nó sẽ tự động, nó sẽ áp dụng cho cái vùng dữ liệu mới, hoặc là các file dữ liệu mới, hoặc là các sheet dữ liệu mới. Đấy, thì hiểu một cách đơn giản là cái Power Query á, là các bạn chỉ cần làm một lần thôi và các bạn sẽ áp dụng suốt về sau, đúng không? Đấy. Ok, thì bây giờ mình sẽ sử dụng cái Power Query để mình sẽ thao tác với cái vùng dữ liệu này nhá. Các bạn chú ý nhá, đây là mình đã tạo cái table rồi đúng không? Đấy. Thì để sử dụng cái Power Query nhé, các bạn sẽ vào cái thẻ data này này. Đấy. Thì toàn bộ cái vùng dữ liệu của gì ạ? Của cái phần guest và transform data đây ạ, là phục vụ cái phần Power Query nhé. Đấy. Thì các bạn chú ý nhé, các bạn có thể lấy dữ liệu cho cái phần Power Query bằng cách gì ạ? Các bạn có thể chọn từ một cái file bất kỳ. Đấy. Hoặc là gì ạ? Các bạn có thể chọn từ một cái folder. Thì các bạn có thể học thêm cái Power Query trên cái kênh YouTube của mình. Có khá là nhiều cái gì ạ? Có khá là nhiều cái video về Power Query, và các bạn có thể tìm hiểu thêm nhé. Thì trong cái ví dụ này ạ, mình sẽ sử dụng lấy dữ liệu là gì, là cái vùng table này đúng không, là cái table sản phẩm mà mình tạo lúc nãy đấy. Thì các bạn sẽ tích vào một ô bất kỳ của cái table này nhé, sau đó các bạn tích chọn là gì, from table và range đấy, thì nó sẽ hiện cái cửa sổ Power Query cho các bạn nhé. Đấy, ví dụ mình tích nút mình phóng to lên. Bây giờ giả sử cái cột số thứ tự này các bạn không cần thiết nhé, các bạn có thể nháy chuột phải đấy, các bạn remove đi, các bạn xóa nó đi đúng không. Thì các bạn chú ý nhé, trong Power Query ấy, nó sẽ không có cái phím Ctrl Z, tức là không có chức năng undo giống như Excel, mà gì ạ, mà mỗi một cái thao tác các bạn thực hiện ấy, nó sẽ làm ở cái cửa sổ là gì ạ, là apply step, tức là các bước mà các bạn thực hiện đấy. Thì để undo tức là để bỏ cái bước mà các bạn làm lỗi đi đúng không, thì không phải là Ctrl Z như Excel, mà các bạn sẽ tích vào cái remove các cái bước này. Ví dụ lúc nãy là mình xóa cái cột số thứ tự đúng không, thì nó sẽ tự ứng với cái bước là remove column. Bây giờ các bạn sẽ tích vào cái dấu X bên cạnh cái remove column này này. Đấy, thì tức là mình sẽ bỏ các cái bước mà mình làm sai đi. Đấy, các bạn thấy chưa? Thì lúc này cái số thứ tự ấy, nó sẽ lại quay về. Đấy. Thì đấy là cái chức năng mà các bạn undo trong cái Power Query. Bây giờ giả sử mình xóa cái cột này đi nhá. Đấy, các bạn remove đi. Đấy. Bây giờ giả sử hai cái cột khu vực và cái sản phẩm này này, mình sẽ đổi cái kiểu chữ này đi. Ví dụ đang là viết thường, mình sẽ đổi viết hoa cho ký tự đầu tiên. Đấy, các bạn tích vào cái cột khu vực, các bạn giữ Ctrl, các bạn tích vào cái cột sản phẩm đúng không? Đấy. Bây giờ các bạn sẽ gì ạ? Các bạn nháy chuột phải này. Các bạn vào cái phần transform và các bạn sẽ chọn gì ạ? Ở đây nó sẽ có một số cái tùy chọn nhá. Thì cái gì ạ? Cái lower case ấy, cái lower case ấy là nó sẽ chuyển tất cả về cái ký tự thường đúng không? Còn cái upper case ấy, là chuyển tất cả ký tự sang viết hoa. Còn cái thứ ba ấy, là cái capture những cái gì ạ? Cái ký tự đầu tiên ấy, thì là gì, nó chỉ viết hoa những ký tự đầu tiên thôi đúng không. Ngoài ra nó có chim này, có clean, có len, có json và xml đúng không. Cái chim này là gọt này đấy, thì các bạn có thể tìm hiểu thêm nhé. Ở đây giả sử là gì ạ, ở đây các bạn sẽ chọn là transform, các bạn chọn là viết hoa cái ký tự đầu tiên của mỗi cái từ thôi nhé, các bạn tích vào đây đấy, thì các ký tự đầu tiên của mỗi cái từ này nó sẽ viết hoa đấy. Tiếp theo là gì ạ, tiếp theo là trong cái việc mà tổ chức cấu trúc dữ liệu thì tốt nhất các bạn không chia các tháng thành các cột như thế này đúng không. Bây giờ mình sẽ chuyển diện, các bạn sẽ chuyển bốn cái cột này vào một cái cột cột tháng thôi đúng không, và nó sẽ lặp lại các cái tháng, nó sẽ lặp lại cho các sản phẩm và khu vực ở đây đấy, nó gọi là unpivot đúng không. Thì các bạn cũng tích hai cái cột khu vực và sản phẩm nhé, các bạn tích vào cột khu vực này, các bạn giữ Ctrl, các bạn tích vào cột sản phẩm đấy. Bây giờ các bạn nhấn chuột phải, các bạn sẽ chọn là gì, là unpivot as the column, tức là gì ạ, mình sẽ unpivot cho những cái cột thẻ từ tháng 1 đến tháng 4 đúng không? Là những cái cột mà mình không lựa chọn. Đấy. Thì nó gọi là as a column. Các bạn tích vào đây. Đấy. Thì như vậy nó sẽ nhóm các cái tháng kia vào vào một cột đúng không? Và cái giá trị từ cái cột bên này. Đấy. Bây giờ các bạn sẽ tích nút vào đây, các bạn đổi tên nhé. Đây là cái tiêu đề thôi. Thì khi nó nhóm vào thành thành các cột tháng ấy, tức là unpivot ấy, thì cái tiêu đề đấy nó tự đặt thôi. Thì mình sẽ đổi tên, ví dụ mình đặt là thời gian chẳng hạn đúng không? Các bạn đặt là thời gian. Đây là cái cột gì? Đây là cái cột ví dụ doanh thu chẳng hạn đúng không? Đấy, các bạn enter. Đấy. Thì ngay lập tức các bạn sẽ có là gì ạ? Các bạn sẽ có nhóm bốn cột vào thành một cột đúng không? Là cột tháng đây này. Đấy, và nó sẽ lặp lại các tháng ở đây. Đấy. Thì ok,
Giả sử các bạn sửa dữ liệu, tức là các bạn sẽ làm sạch dữ liệu bằng cái Power Query, bằng cái bước vừa rồi thôi nhé. Ngoài ra nó có khá là nhiều các cái bước và các cái chức năng hữu dụng của cái Power Query, thì các bạn có thể tìm hiểu thêm trên cái kênh của mình nhé. Nó có khá là nhiều cái video về Power Query rồi. Đấy. Bây giờ các bạn sẽ tích vào cái Close and Load nhé. Các bạn tích vào cái tam giác nhỏ đây này. Đấy, các bạn sẽ chọn là gì? Close and Load to. Ok, thì nó sẽ hiện một cái cửa sổ là Import Data đúng không? Thì nó có khá là nhiều chức năng. Ví dụ mình import dưới dạng table đi. Đấy. Thì ở đây nó sẽ có hai cái tùy chọn nhé, cho cái việc gì? Cái việc mà nơi các bạn muốn lưu cái data này. Một là gì? Các bạn sẽ chọn ở cái existing worksheet, hoặc là gì? Các bạn sẽ chọn là lưu worksheet. Thì thông thường ý, dữ liệu bình thường các bạn có thể chọn lưu worksheet nhé. Nhưng mà ở đây mình hướng dẫn các bạn ý, thì mình sẽ để ở một cái existing worksheet cho các bạn dễ nhìn thôi. Còn trong thực tế thì các bạn sẽ chọn cái lưu worksheet cho mình đúng không? Đấy. Thì ví dụ mình chọn cái existing worksheet, mình sẽ import dữ liệu vào cái cột K này chẳng hạn nhé. Đấy, các bạn sẽ bấm gì? Tức là mình sẽ import vào cái ô gì? Ô K2 đúng không? Đây, các bạn nhìn thấy cái ô K2 của cái gì? Của cái sheet sản phẩm này, chính là cái sheet existing worksheet là sheet sản phẩm đúng không? Và của cái ô K2 đúng không? Đấy, các bạn sẽ bấm OK. Thì đây là cái vùng gì? Cái vùng dữ liệu mà sau khi các bạn vào query các bạn export nó ra đúng không? Đó. Thì đây là bên phải ấy, là cái cửa sổ query và cái collection đúng không? Đấy. Trong trường hợp mà các bạn đóng cái cửa sổ này lại nhé. Đấy, ví dụ nếu các bạn đóng này lại, các bạn muốn hiện ra nhé, thì các bạn lại vào cái thẻ data, các bạn tích chọn cái query and collection này này. Đấy, nó sẽ hiện lại. Ok, bây giờ giả sử mình đóng đi. Thì là gì ạ? Thì ở đây các bạn sẽ thấy là gì ạ? Cái dữ liệu, đây là dữ liệu gốc. Và gì ạ? Và cái dữ liệu, đây là dữ liệu mà sau khi các bạn xử lý, có thể gọi là làm sạch cũng được đúng không? Thì trong cái bước xử lý của mình làm những cái chức năng gì? Tức là gì? Mình xóa cái cột số thứ tự này, là mình xóa này đúng không, là bước thứ nhất. Và cái bước thứ hai ấy, là mình sẽ viết hoa các cái ký tự của cái khu vực và sản phẩm đúng không, để cho nó đẹp thôi. Và cái bước thứ ba ấy, là mình sẽ chuyển đổi gì ạ? Dữ liệu của gì ạ? Của 4 cái tháng, tức là 4 cột này, vào gì ạ? Vào một cái cột thời gian ở đây đấy, và mình sẽ chuyển cái giá trị là sang cái cột doanh thu ở đây đấy. Đấy là các cái chức năng của cái Power Query. Bây giờ giả sử mình có thêm cái dữ liệu của tháng 5 nhé. Đấy, ví dụ các bạn có một cái cơ dữ liệu của tháng 5 đúng không? Đấy. Thì ngay lập tức cái dữ liệu tháng 5 nó tự động nó thêm vào cái table sản phẩm này đúng không? Đó. Ví dụ mình dùng cái hàm random between, mình tạo dữ liệu giữa 1 và 10 đúng không? Đấy, các bạn enter thì nó sẽ tự động nó sẽ tạo toàn bộ cái dòng dữ liệu còn lại đúng không? Các bạn ấn Ctrl Space để mình lựa chọn toàn bộ cái cột này. Ctrl C để copy đúng không? Đó. Mình nhấn chuột phải, mình chọn Paste Cell Show. Các bạn chọn value nhé. Các bạn sẽ bấm OK. Đấy. Thì khi mà các bạn thêm dữ liệu tháng 5 này, nó sẽ chưa chưa diện nó sẽ chưa thêm vào cái phần phần sử dụng Power Query các bạn làm sạch nhé. Thì ở trong cái phần dữ liệu, ở cái phần Power Query mình xử lý nhé, các bạn chỉ cần nhấn chuột phải này, các bạn refresh thôi, thì ngay lập tức nó sẽ cập nhật cái dữ liệu tháng 5 vào đây. Đấy, thì ở đây các bạn chú ý nhé, cái dữ liệu mà sau khi các bạn ấn pivot ấy, thì nó sẽ có tất cả là 84 dòng đúng không? Đấy, ở đây mình có là gì? Mình có là 21 dữ liệu cho mỗi một tháng, thì nó sẽ nhân với 4 tháng đúng không? 21 nhân 4 là 84 đúng không? Đây thì mình sẽ có 84 dòng. Đấy, bây giờ các bạn nhấn chuột phải này, các bạn refresh này. Thì ngay lập tức đấy, nó sẽ cập nhật dữ liệu tháng 5, các bạn thấy chưa? Tháng 5. Đấy, nó sẽ có dữ liệu tháng 5 xen kẽ giữa các sản phẩm này. Đấy, các bạn thấy không? Rất là hay. Và 84 mà cộng với gì ạ? Cộng với cả 21 thì nó sẽ có tất cả là 105 cái dòng dữ liệu. Đấy, các bạn thấy không? Rất là hay. Nó sẽ tự cập nhật. Còn trong trường hợp ví dụ các mà các bạn xóa cái dữ liệu tháng 5 nhé. Đấy, các bạn nhấn chuột phải, các bạn delete đi chẳng hạn nhé. Các bạn sang cái phần này, các bạn nhấn chuột phải, các bạn refresh. Đấy thì ngay lập tức nó load lại, nó chỉ còn 84 thôi. Đấy, các bạn thấy không? Rất là hay. Bây giờ mình undo cái việc xóa dữ liệu tháng 5 đi nhé. Đấy. À, mình undo cả cái việc này. Ấn pivot này. Đấy thì nó sẽ có là gì? Các bạn nhấn chuột phải, các bạn refresh lại đi. Đấy thì nó sẽ cập nhật thêm dữ liệu tháng 5. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy, rất là hay. Thì đấy là cái chức năng Power Query để các bạn gì? Các bạn xử lý dữ liệu. Tiếp theo mình sẽ nói về cái gì? Cái data model. Thì như các bạn biết ý, trong Excel ấy, nó có giới hạn xử lý dữ liệu là 1 triệu dòng thôi. Thì đến cái thời điểm hiện tại, tức là đến cái lúc mà mình làm video này ấy, thì Excel của mình ấy, nó chỉ xử lý được hơn 1 triệu dòng thôi. Thì cụ thể là 1.485.000 đây này. Thì cụ thể là 1.48.576 dòng đúng không? Đấy. Thì đấy là cái giới hạn của Excel đến thời điểm hiện tại là hơn 1 triệu dòng đúng không? Đấy. Thì giả sử như mà dữ liệu có tháng này nó rất là nhiều đúng không? Mà dữ liệu các bạn gần 1 triệu dòng thì khi mà các bạn ấn pivot ấy thì nó có dữ liệu là rất là nhiều đúng không? Nó sẽ là nhiều triệu dòng và Excel sẽ không thể xử lý được. Đấy.
thì tốt nhất ấy là các bạn sẽ sử dụng cái data model đấy. Thì đầu tiên ấy, các bạn phải kích hoạt cái add in data model lên nhá. Thì các bạn có thể vào file này, ở đây mình đã enable cái data model rồi. Nếu như các bạn nào chưa nhé, thì các bạn vào file, các bạn vào option này. Đấy, các bạn chọn cái add in. Thì cái data model ấy, hay một số người còn gọi là power pivot ấy. Đấy, các bạn vào add in. Và ở cái mục gì ấy, ở cái mục manager này, các bạn sẽ chọn là cái com add in đúng không? Các bạn tích vào go. Đấy, và các bạn sẽ nhìn thấy cái gì ấy, cái Microsoft Power Pivot đây này. Nếu như bạn nào mà chưa tích chọn nhé, ví dụ bạn nào mà chưa tích chọn ấy, thì các bạn sẽ tích chọn như thế này. Đấy, rồi các bạn bấm ok đúng không? Đấy, thì các bạn sẽ thêm cái power pivot, cái add in power pivot vào gì? Vào Excel của các bạn đúng không? Đấy. Thì ở đây mình sẽ bật lại cái cửa sổ query và connection nhé. Đấy. Thì các bạn chú ý nhé, lúc nãy á, mà các bạn mở cái đây thì lúc đấy mà các bạn mở cái cửa sổ power query á, và các bạn chọn là gì? Các bạn chọn cái close and load to nhé. Thì lúc nãy mình tích rồi cho nên bây giờ nó mờ đi thôi đúng không? Đấy. Mình đóng cái power query lại. Thì bây giờ các bạn có thể là gì? Các bạn nhấn chuột phải, các bạn chọn lại cái load to. Đấy. Thì nếu như cái dữ liệu của bạn nó nhiều ấy, thì tốt nhất là các bạn không nên load to tới cái table, mà các bạn chỉ nên chọn cái only creative collection đúng không? Đấy, tức là mình chỉ tạo cái kết nối thôi, thì dữ liệu của bạn sẽ nó sẽ lưu được vào gì? Các bạn tích chọn cái SNS data to the data model. Thì đây là chính là mình đã sử dụng cái data model rồi, hay còn gọi là power pivot rồi nhé. Đấy, thì cái bước tích chọn cái SNS data to the data model này rất là quan trọng nhé, các bạn nhớ tích chọn vào đây. Đấy. Thì khi mà các bạn bấm OK ấy, thì cái dữ liệu nó mất, nó chỉ gọi là gì, nó lưu vào cái data model của bạn thôi đúng không, và các bạn chỉ sử dụng cái collection thôi. Đấy, các bạn bấm OK đi. Đấy, thì các bạn cứ bấm OK nhé, đây là cái cảnh báo thôi. Đấy, cái hiện cái thông tin information, các bạn tích OK. Đấy, thì như vậy nó sẽ đóng cái cửa sổ này lại. Bây giờ mình sẽ đóng cái này lại. Đấy, thì dữ liệu của mình nó đã lưu vào gì, vào cái data model. Đấy, các bạn thấy rất là hay. Thì ngoài cái việc gì ạ, cái việc data model nó xử lý dữ liệu hàng nhiều triệu dòng đúng không? Đấy, các bạn có thể dùng cái hàng hơn chục triệu dòng cũng ok. Đấy, thì đấy là cái ưu điểm của data model. Thì ngoài ra ấy, thì giả sử nhá, mình có một cái gì ạ, mình có một cái bảng dữ liệu mới là cái cột chủng loại và sản phẩm. Thì ở đây là gà Excel ấy, nó sẽ thuộc cái chủng loại Excel, gà Word ấy sẽ thuộc cái chủng loại Word, và gà PowerPoint nó sẽ thuộc cái chủng loại PowerPoint đúng không? Đấy, thì mình sẽ ứng dụng cái data model để mình sẽ tạo cái liên kết giữa hai cái table này đúng không? Đấy, các bạn thấy không? Thì ở đây mình có danh sách các sản phẩm nhé, nhưng mà mình không có cái chủng loại đúng không? Thì tương tự cái chủng loại ở đây á, mình có chủng loại nhưng mình không có cái phần gì, không có cái phần doanh thu chẳng hạn đúng không? Đấy, thì bây giờ làm sao để mình lấy được cái doanh thu theo chủng loại đúng không? Đấy, thì mình sẽ làm như thế nào? Thì ok, thì đầu tiên mình phải tạo cái table cho gì ạ? Cho cái phần chủng loại này nhé. Đấy, các bạn có thể ấn phím tắt là Ctrl T để mình tạo table. Và các bạn nhớ tích chọn là My Table Head Header nhé. Nếu như các bạn chưa thấy tích chọn thì các bạn tích chọn vào đây. Các bạn bấm OK. Đấy, tương tự mình cũng đặt tên nhé. Ví dụ mình đặt tên là gì ạ? Mình đặt là Table chủng loại đi đúng không? Tên Table là các bạn phải viết liền nhé. Đấy, các bạn Enter. Đấy. Thì như vậy là gì ạ? Mình đã có hai cái gì ạ? Có hai cái Table là Table chủng loại và gì ạ? Và cái Table gì ạ? Table sản phẩm đúng không? Đó. Ok, bây giờ mình sẽ tạo một cái Pivot Table đúng không? Mà các bạn sử dụng cái Data Model nhé. Thì các bạn có thể tạo cái sheet mới cho cái phần gì ạ? Cho cái phần phần sử dụng pivot table đúng không? Đây, ví dụ mình có một cái là tổng hợp chẳng hạn đúng không? Đấy, các bạn enter thì mình sẽ có một cái sheet tổng hợp, mình sử dụng pivot table cho cái data model của mình đúng không? Các bạn vào thẻ insert này. Đấy, các bạn sẽ tích vào cái mũi tên sổ xuống của cái pivot table, và các bạn sẽ tích chọn là gì ạ? From data model đúng không? Đấy. Tức là nó sẽ sử dụng cái pivot table từ dữ liệu là cái data model của mình đúng không? Đấy. Thì ở đây có hai tùy chọn là cái lưu worksheet, tức là mình sẽ tạo cái sheet mới hoặc cái existing worksheet. Đây. Thì ví dụ mình tạo cái sheet tổng hợp cho cái phần pivot table của data model này rồi đúng không? Thì các bạn sẽ tích vào cái location đấy nhá. Đấy. Các bạn có thể diện các bạn xóa đi, các bạn tích chọn vào cái ô nào mà các bạn muốn lưu cái pivot table này đúng không? Đấy. Các bạn muốn đặt cái pivot table này. Các bạn sẽ bấm ok. Đó. Thì như vậy là gì ạ? Các bạn sẽ thấy cái pivot table của gì ạ? À, của cái data model. Thì ở đây các bạn sẽ có những cái table gì? Đây, các bạn có thể tích vào cái active là gì ạ? Các bạn sẽ chưa thấy cái gì cả đúng không? Nhưng các bạn tích vào all này thì toàn bộ cái table của các bạn nó sẽ hiện ở đây. Thì mình sẽ có ba cái table là cái table chủng loại đúng không? Lúc nãy mình tạo là table chủng loại. Đấy. Cái table thứ hai ấy là cái table sản phẩm. Ở đây table sản phẩm có hai cái, một cái table sản phẩm ban đầu
Đây các bạn sẽ tích vào đây, các bạn thấy này, nó sẽ có các tháng chính là gì ạ? Là table dữ liệu gốc của mình ở đây, là gồm có các tháng nó tách rời nhau ra đúng không? Và thì cái table ở giữa đây này là cái table mà sản phẩm có diện có cái biểu tượng màu vàng đây này. Đấy là cái data sort của cái query á, thì là sau khi mình đã ấn pivot rồi đúng không? Đấy các bạn thấy chưa? Thì như vậy mình sẽ có ba cái table ở đây. Thì bây giờ giả sử mình muốn lấy là gì ạ? Mình muốn lấy cái doanh thu theo chủng loại đúng không? Mà cái chủng loại ở đây nó không liên quan gì đến cái doanh thu này đúng không? Đấy nó không có cái dữ liệu liên quan. Bây giờ giả sử các bạn kéo nhá, các bạn kéo cái chủng loại vào cái row, thì như vậy cái chủng loại các bạn có ba cái chủng loại là Excel, PowerPoint và Word đúng không? Nếu như mà các bạn vào cái table sản phẩm này, các bạn kéo doanh thu vào cái value nhá, thì nó sẽ tất cả là bằng nhau. Tại vì sao ạ? Tại vì cái dữ liệu của bạn ấy, nó có tất cả là 105 dòng. Đây nó chưa có liên kết gì cả, cho nên nó sẽ tính tất cả đều là gì ạ? Tất cả đều là 105. Kể cả các bạn bỏ cái chủng loại ra nhá, các bạn thấy chưa? Bởi vì cái doanh thu này nó có 105 dòng dữ liệu thì nó sẽ lấy tất cả là 105. Các bạn kéo cái phần gì ạ? Các bạn kéo cái phần chủng loại vào đây ạ thì nó vẫn là 105 bởi vì nó không có liên quan đến nhau. Đấy. Thì có hai cách để các bạn tạo liên kết nhé. Các bạn có thể sử dụng cái chức năng cái auto detect, tức là cái chức năng relationship của cái pivot table, hoặc là các bạn có thể tạo cái liên kết trong cái data model nhé. Đấy. Thì bây giờ các bạn sẽ vào thì các bạn vào cái thẻ data này. Các bạn sẽ thấy cái data model ở đây. Đấy, hoặc các bạn tích vào cái Power Pivot này, cái thẻ Power Pivot các bạn tích vào Data Model. Đây các bạn cứ vào thẻ Data các bạn tích vào gì ạ? Cái Melis. Đây là cái biểu tượng xanh xanh đây này, là cái gì ạ? Power Pivot này các bạn tích vào đây. Đấy thì nó sẽ hiện cái cửa sổ Power Pivot nhá. Đấy các bạn có thể tích vào gì ạ? Mình không to lên. Các bạn có thể chọn cái Diagram Field. Đấy các bạn sẽ thấy là gì ạ? Là hai cái table, một cái table sản phẩm và một cái table chủng loại đúng không? Hai cái table này nó chưa có mối liên kết với nhau. Đấy thì các bạn để tạo liên kết trong cái data model rất là đơn giản thôi đúng không? Các bạn tích vào thì ở đây mình sẽ có cái sản phẩm này này với cả cái sản phẩm trong hai cái table này nó có mối liên kết nhau, tức là nó trùng với nhau đúng không? Thì các bạn tích vào cái sản phẩm nào cũng được. Đấy, các bạn giữ chuột trái các bạn kéo sang cái sản phẩm đây. Đấy khi nào mà cái sản phẩm của cái table chủng loại nó sáng lên nó màu xanh thì các bạn bỏ chuột trái ra. Đó các bạn thấy chưa? Thì ngay lập tức các bạn sẽ tạo được cái liên kết giữa hai cái table này. Đấy, đây là các bạn kéo vị trí nào cũng được nhé. Đấy, bây giờ các bạn có thể đóng cái cửa sổ data model này lại đúng không? Rồi, các bạn thấy chưa? Ngay lập tức gì ạ? Cái dữ liệu này nó có liên kết rồi, cho nên kết quả đây nó sẽ thay đổi đúng không? Đó. Và tổng gì ạ? Tổng cái doanh thu của gì ạ? Đây là cao là tổng với số lượng nhé. Thì tổng số lượng của gì ạ? Của cái chủng loại này nó là gì ạ? Nó là 105. Các bạn có thể vào thẻ design, mình sẽ chọn cái report layout là show in tabular nhé, thì nó sẽ hiện cái tên chủng loại ở kia nó chưa hiện. Thì bây giờ mình muốn tính tổng doanh thu chứ không phải là mình cao là mình đếm đúng không, tức là đếm nó xuất hiện bao nhiêu lần đấy đúng không? Thì các bạn tích vào cao và doanh thu này, các bạn chọn là gì, value field setting này. Đấy, mình thay cao bằng xong. Đấy, các bạn chú ý nhá, ở đây nó báo là gì ạ, nó không thể hỗ trợ cái calculate bởi cái kiểu dữ liệu là text nhá. Thì ở đây là doanh thu thì sao nó lại là text nhỉ? Ok, các bạn sẽ mở cái cửa sổ Power Query ra. Các bạn tích nút vào đây. Đó, thì cái doanh thu này á, bây giờ mình sẽ chuyển sang kiểu số nhé. Các bạn sẽ chọn là cái whole number này. Đấy, mình sẽ chọn là kiểu số đi đúng không? Cái tháng này là text, text, khu vực text đúng không? Đó. Thì bây giờ mình lại close and load thôi, đúng không? Đây, nó sẽ load lại. Ok, bây giờ mình sẽ thử xem nhé. Các bạn tích vào đây value field setting xong đó, các bạn bấm ok. Đó, các bạn thấy chưa? Thì như vậy ở đây là gì ạ? Mình đã tính được cái tổng doanh thu đấy. Thì như vậy cái bước ở cái Power Query á, mà để đổi sang được tính tổng ấy, là mình phải chuyển dữ liệu nhé. Nếu mà text các bạn phải chuyển sang gì ạ, số đấy. Nếu như dữ liệu của số mà các bạn muốn thao tác các hàm khác ấy, thì ví dụ như sum chẳng hạn ấy, các bạn nhớ chuyển sang cái dạng số nhé. Đấy. Thì đấy là cái lưu ý thêm. Đấy, ok. Thì như vậy là mình đã kết thúc bài học ngày hôm nay ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ gà Excel cũng như chia sẻ để giúp mọi người cùng học nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.